Đây mình đang thiếu con cái dạng sới Kubota nè, đúng không? Kubota nè. 6 số luôn nè. Này dành con sới gãy xem rồi nè. Kubota TD 502 2 triệu sườn nha. TD 502 nè. Không, đuôi bánh nè, đầy đủ nè, 5 triệu 2 triệu sườn nè. Đuôi bánh đầy đủ nha. TD 502 2 triệu sườn. Đây, 2 triệu sườn nha bà con. Sới đầy đủ luôn, sới bành bành luôn nè, ít xài nè. Không? Bánh đái rồi còn 2 triệu sườn nha bà con. TD 502. Bà con về gắn mấy năm được rồi, mấy năm mấy 6 là được rồi nè. Đây. TD 502. Không? Bắt đùi chà bá luôn nè. 2 triệu sườn nha bà con. Bà con về gắn mấy năm mấy 6 là vô tư luôn, chỉ 2 triệu sườn sới. Con nào sới gãy, sới ruộng hay gỡ ra kéo gỡ một được nè. Đặc biệt đây này sới gãy nha. Cái này cái vô số nằm dưới đây luôn nè, ngon không bà con, thấy không? Chỉ 2 triệu sườn 6 số luôn nha. TD 502 Kubota. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đặc biệt là này có gỡ ra kéo trang gỡ một luôn, có gỡ đó bà con. Ở kéo mấy đồ nhỏ nhỏ ra ruộng ra vuông là cũng được nè, gỡ đuôi ra được cũng được. Chỉ 2 triệu sườn nha bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707.